Hello anh em, tôi khá là chắc kèo đa số độc giả tôi muốn làm chúa tể bóng tối đều theo dõi một phần vì series có rất nhiều cô nàng xinh đẹp và như thường lệ tôi sẽ lại lên một chủ đề về gái xinh để mọi người cùng bàn tán. Vì trước kia chúng ta đã vã quá nhiều cô nàng độc thân rồi nên để hôm nay vã gái có chồng để đổi gió nhá. Và vì đằng nào hai vợ chồng nhà nàng ta cũng ly dị rồi nên không có gì để ngại anh em nhở. Còn nói đến đây thì cha anh em cũng biết là video lần này sẽ về Yukime rồi nên chúng ta bắt đầu luôn nha. Một, vươn lên khỏi nghịch cảnh. Cách đây rất lâu, Yukime đã từng là một cô gái tốt bụng và đáng yêu thuộc một tộc nhân thú là tộc Hồ Ly, và cô cũng được chăm sóc khá tốt vì là con gái của trưởng tộc Tam Vĩ Hồ. Tuy nhiên, nhiều biến cố đã xảy ra khiến Yukime gặp được chồng mình là Getan, rồi lại bị Getan phản bội phải chạy trốn, và cô đã thay đổi đáng kể để thích nghi với mọi thứ tệ hại xảy ra sau khi cuộc sống yên bình bị tước đoạt khỏi cô. Từ ngày bị bỏ lại bơ vơ một mình và phải bán thân để mưu sinh, Yukime trở thành một người phụ nữ đầy tính toán và giỏi thao túng. Cô thông minh, lạnh lùng và tàn nhẫn, cũng như đã từng tuyên bố sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường và sẵn sàng lợi dụng người khác để đạt được mục đích trả thù của mình. Muốn đối đầu với Yukime thì phải thật thông minh, may mắn hoặc mạnh mẽ. Chẳng hạn như nếu Shadow mà non nớt hay kém may mắn quá thì chắc cũng dễ bị Yukime xoay như trong chóng. Vì từng là một gái điếm và có nhiều kinh nghiệm, Yukime cũng có một tính cách rất quyến rũ. Cô ấy thường sử dụng vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách vui vẻ của mình để trêu chọc người khác, đúng tính cách đặc trưng của mấy nhân vật dạng cáo luôn. Sự uyển chuyển của Yukime khiến cô có thể lôi kéo đàn ông và khiến họ mất cảnh giác. Tuy nhiên, thường thì những đối thủ hoặc cộng sự tiềm năng nhất của Yukime như Juggernaut hay Shadow thì lại không bị thuyết phục bởi trò mỹ nhân kế này. Getan thì miễn nhiễm luôn rồi tại hai người đó hồi trước là vợ chồng. Mặc dù sẵn sàng làm rất nhiều chuyện để đạt được mục tiêu, đôi khi Yukime có vẻ miễn cưỡng khi làm như vậy vì sự nhân hậu ngày trước của cô ấy vẫn còn hiện diện đôi chút và phần lương tâm còn sót lại khiến Yukime khá xấu hổ vì đã lừa dối những người mà cô ấy thực sự tôn trọng và cho là ngang hàng với mình cũng như thực sự quan tâm đến cấp dưới của mình. Thái độ của cô với Shadow sau khi vụ chiến tranh tiền tệ kết thúc là một biểu hiện cho thấy sau tất cả, Yukime vẫn có khả năng trở thành một con người hướng thiện. Ngoài ra, Yukime cũng từng là một người vợ hiền và có thể cảm nhận chút tình nghĩa vợ chồng. Sau sự phản bội của Getan và những gì hắn đã gây nên, Yukime vẫn có tình cảm về hắn đủ để sẵn sàng tha thứ cho những gì hắn đã làm và quay lưng với hắn. Getan đã lợi dụng sự mềm yếu này để tấn công Yukime, nhưng may là cô đã được Shadow cứu kịp thời. Sau khi Getan bị Shadow xử, Yukime vẫn một lần nữa tha thứ cho Getan khi đọc di thư của hắn mà Alpha gửi lại cho cô và hiểu được tâm sự của lòng hắn cũng như lý do mà hắn thèm khát sức mạnh. Điều này cho thấy Yukime dù thế nào vẫn là một con người trọng tình cảm. 2. Có trình độ mới vươn lên làm bà chủ được. Sự thành công của Yukime ở hiện tại là thành quả của việc phấn đấu qua 3 năm tháng thăng trầm. Khi nói Yukime vươn lên bằng vốn tự thân thì đúng nghĩa là cô nàng dùng thân để vươn lên làm giàu luôn. Tôi nghĩ việc Yukime thành công trong lĩnh vực mại dâm, một phần cũng là do cô nàng rất tinh tế trong việc đối đãi khách. Qua những gì tôi để ý, Yukime thường hay đề xuất nhiều phương án để đối phương có thể chọn theo ý thích và nhảy chủ đề nhanh chóng khi nói chuyện để luôn có thể bắt kịp dòng suy nghĩ của đối phương. Điển hình như ở Light Novel tập 3 chương 4, Yukime tuy đích thân đón tiếp Shadow và tiếp rượu nhưng cũng phái theo hai tiếp viên nữ trẻ tuổi là Natsu và Kana mà cô hay giữ bên cạnh để sẵn sàng phục vụ Sid, có khi là để chuẩn bị cho trường hợp khách của cô chuộng những em gái non tơ thiếu kinh nghiệm hơn. Ngoài việc làm thư ký và tạp vụ cho cô ra thì có vẻ như hai cô bé này cũng là phụ tá đang học việc cho Yukime thì phải. Yukime cũng ít khi nổi nóng mà thường có thái độ trèo kéo người khác về cùng phe để hạ nhiệt mâu thuẫn, một phần vì tâm lý cô nàng đã chai lì theo đời sống phức tạp. Đó là lý do tại sao mà sự đằm thắm của cô nàng thường được duy trì rất cố định. Những lần mà Yukime nổi nóng thì thường liên quan đến những biến cố nghiêm trọng trong đời như mấy chuyện liên quan đến chồng cũ Getan và người thân của cô. Điều này có thể thấy được từ sớm khi Yukime xuất hiện lần đầu tiên cùng với Juggernaut. Cô nhanh chóng phủ những lời sỉ nhục từ hắn, gọi cô là gái điếm hết thời, không đáng tin để gợi ý rằng họ có lẽ nên hợp tác vì Juggernaut có lẽ cũng không muốn nhìn thấy bọn cô tàn sát người của hắn. Trên cương vị một bà chủ, Yukime rất quan tâm đến chị em của mình. Cha anh em cũng nhớ là Light Novel tập 3 chương 2, khi Yukime lần đầu gặp Shadow, cô đã nói rằng nếu được thì cô sẽ trả ơn cho Shadow vì đã cứu giúp nhân viên của cô trong lúc Lugo tàn phá vô luật thành. Qua hành động này ta có thể thấy rằng dù Yukime kiểm soát khu đèn đỏ, nhưng cô ấy thực sự quan tâm đến sự an nguy của những nhân viên mà cô quản lý. Có lẽ điều này đến từ việc Yukime cũng từng là một gái điếm, dù đã nghỉ hưu thì cô vẫn nhớ và biết rõ lối sống đó có thể giúp một người kiếm tiền cũng như đưa họ vào tình huống nguy hiểm như thế nào. Những lúc Yukime bàn bạc với John Smith cũng cho thấy cô rất biết cách tiếp chuyện. John Smith tỏa ra áp lực và hỏi Yukime thực sự nghĩ thế à? Là não Yukime nhảy số để kiếm ra câu trả lời mà cô tin là phù hợp ngay, để tránh John Smith nổi giận.
Các bạn đọc diễn biến nội tâm của Yukime trong chương 4 tập 3 Light Novel thì chắc cũng nhận ra được. Nhiều thứ cô nghĩ ra tự chất vấn luôn mấy suy nghĩ của bản thân cô nói ra lúc nãy. Tức là Yukime có khả năng nhanh chóng đánh giá và cải thiện suy nghĩ của bản thân, cũng như không ngại nghĩ rằng mình đã sai hay suy nghĩ không thấu đáo. Tuy nhiên, cô cũng không phải dạng thẳng thừng thừa nhận mình sai, mà vẫn có đủ tự tin để bổ sung cảm nghĩ và đề xuất thêm những phương án mới để khiến kế hoạch, cũng như trong tình huống hoảng sợ cực độ không ngại nói thẳng đó là những gì cô nghĩ. Thái độ vừa uyển chuyển vừa quyết đoán đúng lúc này khiến cho Yukime có lợi thế trong việc thương thảo và hợp tác làm ăn. Ngoài tài kinh doanh ra, Yukime còn là một đấu sĩ có năng lực cực cao. Theo tôi thì bản web novel trình bày Yukime nhìn ấn tượng nhất, còn bản light novel và manga thì do bị sửa lại mà sự ngầu lòi của Yukime khi còn trẻ cũng vì thế mà mất đi. Theo chương 39 manga thì Sid là người từng cứu Yukime khi Getan mới phản bội cô trong quá khứ. Tuy nhiên, trong chương 137 web novel, thay vì được Sid cứu, Yukime đã tự cứu bản thân mình. Web novel kể rằng Getan quay sang chém Yukime, cô đã bất tỉnh và biến hóa thành cửu vĩ hồ trong cơn vô thức. Đòn tấn công của Yukime trong trạng thái cửu vĩ đã khiến Getan khiến hắn bị mù. Thậm chí khi gặp lại Yukime trong cuộc đối đầu cuối cùng, thì Getan vẫn còn kinh sợ năng lực đó và thua thảm hại trước nó lần thứ hai, trước khi Yukime quay lưng định bỏ qua chuyện xưa cũ. Theo lời Getan kể, dạng cửu vĩ chính là thứ sức mạnh huyền thoại của tộc Holy và tôi cho là với khả năng này, thì Yukime đã có thể đánh bại Getan từ sớm và cứu lấy tộc của chính mình nếu như cô kiểm soát được năng lực này. Nhưng tôi nghĩ là dạng này chỉ xuất hiện sau khi Yukime trải qua biến cố cực lớn nào đó khiến cho cô mất đi sự tỉnh táo. Tôi nghĩ vậy, Yukime không nhớ được chuyện này là vì lúc cô mất đi ý thức. Nhưng từ từ cô kiểm soát được năng lực và trở nên vượt trội. Mãi về sau mới được Getan nhắc và nhận ra mình từ đầu vốn mạnh đến cỡ nào. Tôi thấy thích phiên bản này hơn là phiên bản light novel lẫn manga là Yukime. Không những vì cảnh khiến Yukime độc lập đúng với tính chất của cô hơn, mà còn khiến nội dung đỡ bị trùng lặp. Trước đó ta đã có cảnh Shadow cứu Rose khỏi toán cướp lúc cả hai còn bé rồi. Giờ thêm cảnh Shadow cứu Yukime thì có phải là trùng lặp lắm không? Đòi lại công lý cho Yukime đi anh em. Dù tôi thích Sid nhưng cái chi tiết này bị sửa nghe chuối không chịu được. 3. Là lãnh đạo tốt nhất cho Vô Luật Thành ở hiện tại. Trước kia Yukime vốn là thủ lĩnh của Tháp Trắng, một trong ba thế lực chính điều khiển Vô Luật Thành cùng với Tháp Đen và Tháp Máu. Sau khi thủ lĩnh hội Ma Cà Rồng cổ đại là Elizabeth của Tháp Máu rời khỏi đó, còn Juggernaut của Tháp Đen bị Delta của Thất Ảnh đánh đuổi một lệnh bâng quơ của Sid ở chương 4 tập 3 Light Novel, thì Yukime đường đường chính chính trở thành người nắm quyền lực nhiều nhất Vô Luật Thành. Hiện tại thì qua lời đề nghị của Alpha ở chương F tập 4 Light Novel, Yukime đang nắm quyền điều hành công ty Cáo Tuyết và có liên kết hợp tác với ảnh viên, cũng như tập đoàn Mitsugoshi thuộc ảnh viên. Tôi nghĩ việc Sid vô tình dọn đường cho Yukime đường đường chính chính làm lãnh đạo Vô Luật Thành là bước đệm đầu tiên cho việc nâng cao quyền lực ảnh viên ngoài lãnh thổ Midgar. Không tính những vùng đất mà không ai biết tới như thành phố cổ Alexandria, Vô Luật Thành rõ ràng là quá nổi tiếng với tư cách là một chợ đen và nơi ẩn mình cho thế giới ngầm đi. Đã thế, vị trí đắc địa của nó khi nằm giữa vương quốc Midgar lẫn Orianna chẳng phải là đem lại nhiều lợi ích quân sự cho ảnh viên lắm sao? Midgar là nơi Sid sinh sống nên nằm dưới sự bảo hộ bất đắc dĩ không nói. Rose cũng đang nắm quyền làm tân vương ở Orianna. Cả ba khu vực mà hiệp lực thì có khi chống lại được đế quốc Vegata khi cần ấy chứ. Trước đó Vegata đã tấn công Orianna rồi, thì chắc gì sẽ không tấn công lại. Nên với Orianna, việc hợp lực với các vùng khác là điều đáng làm. Vô Luật Thành thì lại là một nơi quá hoàn hảo để nương giấu quân lực và làm nơi trung gian để trao đổi thông tin mật lẫn tuồn vào vũ khí ngoài luồng, quá là thuận tiện đi. Thật ra tôi cũng hơi tiếc cho Juggernaut khi đã bị đá ra khỏi vị trí lãnh đạo ở Vô Luật Thành. Nhưng thôi, Juggernaut cũng từng khiến Claire, chị gái Sid và cô bạn đồng hành Mary một phen xém chết rồi, nên bị phế ngôi vị cũng đáng đời. Ban đầu tôi nghĩ có hai lãnh đạo cũng hay vì tôi thấy nơi náo động như Vô Luật Thành mà có cán cân quyền lực từ hai phe đối đầu nhau vẫn sẽ khiến nơi đó nhộn nhịp hơn là khi được kiểm soát hoàn toàn bởi một phe. Nhưng Juggernaut có vẻ là dạng không thể bị ép khuất phục hay dễ hợp tác. Cũng như có vẻ không thông minh lắm nên từ đầu tôi cũng thấy Yukime lên làm lãnh đạo là điều đúng đắn nhất. Ngoài ra, về Yukime mỉa mai Juggernaut như một thằng nóng tính trẻ trâu và đánh nhau với hắn ta bằng thái độ rất tỉnh, trong khi Juggernaut quọ quọ tấn công tới tấp khiến tôi nghĩ Juggernaut có còn nắm quyền ở đó thì vẫn sẽ bị Yukime dùng trí tuệ và kinh nghiệm đàn áp thôi. Chắc không phải mình tôi thấy tương tác giữa hai khứa đó nhìn hề đâu ha. Chủ yếu là tiếc vì hết được coi hài kịch là chính đấy mà. Các anh em thấy Yukime ra sao nhở? Tôi thấy một cô nàng giàu trải nghiệm phức tạp và từng có chồng đem lại một luồng gió mới trong dàn nhân vật nữ đa phần là gái trẻ trong series này đấy chứ. Tôi nghĩ cách xây dựng Yukime vừa đặc biệt vừa sáng tạo, vì khó mà tưởng tượng được bà hoàng nhà thổ lại dấn thân và làm tiền giả, do ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả vương quốc như này. Hãy xem Yukime sẽ đem lại những điều gì khi vào lần tới chúng ta gặp lại cô nàng nhé.